Xin chào các bạn, trên tay của mình đây là các cái mạch sạc và bảo vệ pin 18650 các bạn nhé Thì cái mạch này nó rất rẻ, nó chỉ có khoảng 5.000 đồng bán ở trên thị trường thôi Rất rẻ thôi, một cái mạch này rất rẻ, nó có mấy nghìn đồng thôi à, Tuy nhiên với một cái mạch như này thì công suất nó hơi yếu Và cái dòng sạc của nó nó chỉ tối đa là được 1A Và cái dòng xả của nó ấy, thì chỉ được khoảng tối đa là 3A thôi, nó cũng khá yếu Vậy làm sao để chúng ta có thể là tăng cái công suất của cái mạch này như là tăng công suất dòng sạc này, tăng công suất dòng xả này. Bởi vì nếu như một cái dòng sạc nó nhỏ quá tầm 1 ampe trở xuống là nhỏ và sạc với những cái cục pin mà 18650 mà với cái dung lượng lớn ấy thì cái thời gian sạc nó rất lâu và có khi đến cả ngày mới sạc đầy pin. À, vậy có cách nào để chúng ta có thể tăng cái công suất dòng sạc cũng như là dòng xả của cái mạch này không? Thì trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tăng cái công suất của cái mạch này nhé. Thì để tăng được cái công suất của cái mạch này có nghĩa là tăng cái dòng sạc cũng như là cái dòng xả của pin Thì các bạn có thể là dùng chế thêm một cái mạch bên ngoài Đó là dùng một con phép để chúng ta sẽ kích mở đóng mở cái con phép đấy và sẽ dùng cái nguồn sạc bên ngoài để kích mở đóng mở cái con phép đấy Để sạc thì cái dòng sạc nó sẽ lớn hơn với cái cách đấy thì nó hơi phức tạp, lại phải kiếm thêm linh kiện các thứ. Trong khi đấy là các cái mạch này các bạn mua rất rẻ, có khoảng 4 5 ngàn một cái mạch như thế này thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử xem đó là chúng ta sẽ ghép nối song song các cái mạch này lại với nhau, xem là nó có tăng công suất hay không. Ví dụ các bạn ghép mà hai cái mạch này mà nó tăng công suất lên thì giá thành của hai cái mạch này, nó tầm trên dưới 10 nghìn thôi nó vẫn rẻ chán so với cái việc mà chúng ta mua thêm các cái linh kiện chúng ta chế. Rồi bây giờ mình sẽ test cái dòng sạc của cái mạch này các bạn nhé Mình sẽ sử dụng một cái cục pin 18650 ở đây Và mình sẽ test cái dòng sạc thông qua cái đồng hồ này Bây giờ mình sẽ cấp cái điện áp là 5V Đầu vào 5V các bạn nhé Các bạn có thể là cấp bằng cái jack Type-C si này cũng được Hoặc là tùy từng mạch có cái mạch thì nó là cái góc micro USB Bây giờ mình sẽ cấp cái 5V vào Ok đã cấp 5V thì các bạn nhìn thấy là cái đèn xanh của mạch đang sáng này và chưa ăn dòng nhá. Rồi bây giờ mình sẽ uh, cho cái pin vào. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Cái uh, khi mình cho pin vào thì cái đèn đỏ đã sáng này. Thì các bạn nhìn thấy là cái dòng sạc của cái mạch này nó đang là 1A này các bạn này. Đấy, được 1A các bạn nhá. Như vậy là nó đang sạc với cái mức là dòng tối đa Vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau xem xem là cái dòng sạc nó có thể tăng lên được không khi mà chúng ta ghép song song lại với nhau. Đây, mình đã hàn hai cái mạch ghép song song với nhau. Thì các bạn để ý này, cái mạch của chúng ta ấy nó đều có cái lỗ này. với dụ nguồn ra này rồi ra pin này nó đều có lỗ này rồi đầu nguồn vào nó cũng đều có cái lỗ thì chúng ta ghép song song là chúng ta sẽ phải uh, ghép làm sao cho tất cả những cái vị trí ví dụ như vị trí cộng trừ đầu vào hai mạch của nó là nó phải trùng nhau đầu ra cũng vậy đầu ra pin cộng trừ nó phải trùng nhau đấy các bạn cứ ghép đúng như thế này là ghép song song rồi bây giờ mình sẽ cấp điện vào cái mạch mà mình đã đấu song song đây mình đã đấu song song hai mạch này các bạn nhìn thấy cả hai mạch cùng sáng đèn nhé Bây giờ mình sẽ lắp cục pin này vào 18650 này Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái dây nguồn của cái cục pin vào mạch này Thì các bạn nhìn thấy này Hai mạch cùng sáng này các bạn nhìn thấy hai mạch cùng sáng này Như vậy là hai mạch cùng hoạt động và các bạn nhìn thấy cái dòng này, đồng hồ dòng này Lên tới tận 1.5-1.6A nhé các bạn nhé Đấy thì qua cái cách đấu như thế này thì rõ ràng các bạn thấy rằng là chúng ta đã làm tăng được cái dòng sạc của cái mạch này lên đúng không ạ? Đấy làm tăng được cái dòng sạc. Và với cái dòng sạc mà nó tăng lên như thế này thì khi mà chúng ta dùng những cái cục pin 18650 mà với cái dung lượng lớn và cái dòng sạc lớn ấy thì thời gian sạc nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà chúng ta dùng một cái mạch đơn thuần ấy nó chỉ tối đa là được 1A thôi thì sạc cực kỳ lâu và có khi đến cả ngày sạc mới đầy được rồi tiếp theo mình sẽ test cho các bạn về cái dòng xả của cái mạch này mục đích của mình là mình test cái dòng xả của cái mạch này chứ không phải là cái dòng xả của pin do đó là mình sẽ dùng một cái nguồn cái nguồn mà nó có cái công suất lớn nó sẽ không bị tụt dòng còn nếu như mà mình dùng pin như này thì nó sẽ bị tụt dòng khi mà xả vào dòng lớn nên là mình sẽ bỏ cái pin này ra bởi vì pin của mình nó cái dòng xả nó không được lớn lắm. Thì cái nguồn của mình mình cũng sẽ điều chỉnh về cái điện áp ở cái mức là 4,2V Có nghĩa là cái mức điện áp pin nó đầy đấy Đây mình sẽ đo về cái điện áp uh, nguồn cho các bạn xem Thì các bạn nhìn thấy là điện áp mà mình đang cấp là 4,1 gần 4,2V Ok chúng ta coi như là cái nguồn này chính là cái điện áp của pin các bạn nhé và được sạc đầy pin được sạc đầy nó là 4,2V và chúng ta sẽ xem xem cái dòng xả của nó như nào thì mình sẽ dùng một cái tải giả để chúng ta sẽ test thì các bạn nhìn thấy là trên cái tải giả của chúng ta là cái điện áp xuất cái đầu ra của cái mạch này đang là 4,2V này và bây giờ mình sẽ bật cái tải giả lên và mình đang xả với cái dòng là 1A thì các bạn nhìn thấy này đấy xả với dòng 1A nhé và bây giờ mình sẽ tăng cái dòng dần lên xem nào. 2 a Đấy, dòng xả đang là 2 a Rồi, đến 2, mấy ra. Đến 2,3 đến 2,4 là cái mạch này nó ngắt rồi các bạn ạ. Ngắt rồi. Đây. đây nó báo u này là cái mạch đầu vào ngắt này và các bạn nhìn thấy cái điện áp của nó không còn nữa. Thôi được mình chúng ta sẽ ghi nhận ở cái mức là dòng xả của cái mạch này là khoảng 2,3 nhé, 2,3A thì là cái mạch này nó đã ngắt, ngắt không suất điện áp ra nữa. Các bạn nhìn thấy điện áp đầu ra là bằng không rồi. Ok, mình tắt nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang test về cái mạch chúng ta ghép song song, xem là cái dòng xả của nó nó có lớn hơn được 2,3A không các bạn nhé. Mình cũng vẫn sẽ dùng cái nguồn cố định này để đảm bảo cái nguồn cấp vào nó sẽ ổn định. Các bạn nhìn thấy là cái điện áp xuất ra của nó đang là 4,1V Và mình sẽ đặt ở cái mức là dòng xả là 2,3A Tức là nung nãy khi mà chúng ta test với cái mạch đơn có nghĩa là một mạch như thế này Thì cái dòng xả tối đa là 2,3A thì là nó sẽ ngắt Bây giờ mình sẽ bật lên này Các bạn nhìn thấy chưa Dòng xả 2,3A vẫn chạy ok các bạn nhé Bây giờ mình sẽ tăng cái dòng xả lên nào lên 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3 a Rõ ràng là các bạn thấy rằng khi mà chúng ta ghép song song mạch với nhau thì dòng xả có lớn hơn đúng không ạ? Mình sẽ tăng tiếp cho tới khi nào nó ngắt nhá. 3,4, 35 này, 36, 37, 38 này. Các bạn nhìn thấy là điện áp nó đang là 3,7, 3,7. Tới khi nào nó về không là nó ngắt nhá. 4 a ôi trời, lên 4 a rồi cơ rồi, lên thế nào 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 ô oh, 5A Chết, lên cao khế nhỉ 5A cơ Dòng xả lên tới 5A cơ 5,4, 5,5 Rồi, ngắt rồi, ngắt rồi Khoảng uh, 5,8 ấy. Dòng xả nó được khoảng 5,8A 5,8A các bạn nhé 5,8A thì là nó ngắt điện áp về 0 rồi thì mình cứ coi là 5A đi như vậy là nó cũng gấp gấp đôi luôn so với cái việc mà các bạn dùng một cái mạch này một cái mạch này thì dòng sản lúc nãy mình test là được khoảng 2,3A nhưng mà khi mà chúng ta ghép song song hai mạch thì rõ ràng cái dòng xả của nó lên tới hơn 5A như vậy là nó gấp đôi các bạn thấy không rồi thì qua cái video test vừa rồi thì rõ ràng các bạn thấy được rằng là khi mà chúng ta ghép hai cái mạch song song lại với nhau thì thứ nhất là chúng ta được cái dòng sạc nó cũng lớn hơn và đồng thời cái dòng sạc nó cũng lớn hơn gấp đôi. Thì đây là một cái giải pháp ưu việt nhất tốt nhất khi mà các bạn dùng cái mạch sạc và bảo vệ pin 18650 như thế này các bạn mà dùng nhiều pin mà ghét song song với nhau thì tốt nhất các bạn cũng ghét nhiều cái mạch sạc với nhau thì là tốt nhất bởi vì mỗi một cái mạch sạc này nó rẻ nó có vài ngàn đồng thôi thay vì các bạn chế cháo ngoài nó mất công mất thời gian các bạn cứ ghét song song với nhau là ok các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn trong các video sau